Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 12 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, cùng 37 bị cáo trong vụ án công ty Việt Á và một số đơn vị liên quan. Theo đó, tòa tuyên ông Nguyễn Thanh Long mức án 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Cùng bị cáo buộc nhận hối lộ, ông Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Long, lãnh 9 năm tù. Hai cựu vụ trưởng của Bộ Y tế gồm Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị công trình, lĩnh 8 năm tù và Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng vụ kế hoạch, tài chính, bị tuyên phạt 7 năm tù. Theo bản án, bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, với mục đích được sản xuất, bán kit test thu lời bất chính, đã cấu kết với ông Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Huỳnh, bị cáo Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý của nguyên Phó Thủ tướng, thực hiện nhiều hành vi sai phạm. Để được nhóm cựu lãnh đạo tại các bộ ngành, địa phương can thiệp, giúp đỡ, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã thỏa thuận ăn chia, đưa tiền hối lộ, tiền cảm ơn nhiều lần với tổng số 3,45 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng. Hành vi của Phan Quốc Việt bị cáo buộc gây thiệt hại số tiền hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 431 tỷ đồng. Tổng số tiền Phan Quốc Việt hối lộ các cựu quan chức trong vụ án này hơn 106 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ số tiền nhiều nhất, lên đến 2,25 triệu đô la Mỹ.